nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử là C5H12? Cháu đầu tiên 1, 2, 3, 4, 5. Đúng không? 5 carbon. Đồng phân số 2. 1, 2, 3, 4, 5. Nhìn thấy chưa? Và đồng phân số 3 cũng chính là đồng phân cuối cùng. 1, 2, 3, 4, 5. Đủ chưa? Đây là đồng phân số 3. Vậy suy ra cái anh C5H12 của chúng ta có 3 đồng phân. 3 đồng phân và chưa một cháu nào nhận được quà của chú Binh tối ngày hôm nay cả. Ôi trời ơi, 2K3 ơi, 2K3 thật là toang đấy. Thấy chưa? Chúng mình chứng minh một điều nhé, cái câu này dễ ẩn ợt. Thế mà rất nhiều 2K3 không trả lời được câu này. Điều này chứng tỏ rằng là với cái tình hình mà cứ càng lâu càng không thi như thế này thì sẽ dẫn đến một cái điều, đó là 2K3 càng ngày càng toang thôi. 2K3 càng ngày càng toang thôi. Thế còn cái bộ mà quà tối nay chúng mình tặng cho các cháu là chọn bộ tài liệu nhận biết hóa học nhé. Chọn bộ tài liệu nhận biết hóa học dành cho những cháu nào mà comment đáp án nhanh nhất và share lại video live stream nhiều nhất. Ok. Đấy, hiện tại câu số 1 vẫn chưa thấy cháu nào. Đấy, bây giờ chúng ta sang câu số 2. Câu số 2. Câu số 2. Chúng mình lại tặng quà cho 5 cháu nào comment đáp án câu số 2 nhanh nhất nhá. Chúng mình lại tặng quà cho 5 cháu nào comment. Không thấy comment. Không thấy comment gì luôn, chẳng thấy comment nào của cháu nào luôn. Thoát ra vào lại. Không thấy thật mà. À đây 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 đây. Facebook bị lag các cháu ạ. Đây đây đây, bây giờ chúng mình mới nhìn thấy này. Tiến Lộc Lê Xuân này. Đây bạn Tiến Lộc Lê Xuân kiểm tra xem bạn ấy share video livestream này về tường chưa? Chưa share. À đấy. Phải không nhỉ? Không phải, bạn này chưa share. Share video livestream hôm nay cơ. Võ Hoài Thanh, Võ Hoài Thanh share video livestream chưa? Võ Hoài Thanh đã share video livestream của chú Minh rồi. Đây, gửi quà cho Võ Hoài Thanh. Các cháu nhìn này. Đây, gửi quà cho Võ Hoài Thanh. Ok. Đấy, một cháu đầu tiên nhận được quà nhá. Mỹ Hạnh không nhìn thấy. Không nhìn thấy Mỹ Hạnh ạ. Xem nào. Mỹ Hạnh này, share video livestream chưa? Mỹ Hạnh share video livestream rồi, gửi quà luôn cho Mỹ Hạnh. Đấy, rồi Mỹ Hạnh nhận được bao nhiêu là quà luôn nhá. Gửi quà luôn cho Mỹ Hạnh rồi. Ok, nào tiếp tục nào. Xem là cháu nào share video livestream rồi. Hương Thu này, Hương Thu share video livestream chưa? Hương Thu share video livestream rồi là có quà luôn này. Xem Hương Thu share chưa? Hương Thu share video livestream rồi. Đây, gửi quà cho Hương Thu luôn. Gửi quà cho Hương Thu luôn. Đấy, tiếp tục này. Xem tiếp nào, xem những cháu nào share video livestream rồi. Hoàng Thanh Huyền này, Hoàng Thanh Huyền share video livestream của chú Minh chưa? Hoàng Thanh Huyền chưa share, chưa share thì làm gì có quà cháu Huyền ơi. Hello, chào Phan Thị Phương Thảo. Phan Thị Phương Thảo share video livestream của chú Minh chưa? Phan Thị Phương Thảo à share rồi, ngay lập tức tặng quà cho Phan Thị Phương Thảo luôn. Đấy. Các cháu chú ý nhá, để chú Minh cứ mỗi câu chú Minh chỉ tặng quà cho 5 cháu nào comment nhanh nhất thôi. Được chưa? Trang Phương này, Trang Phương comment tiếp này. Đây gửi quà cho Trang Phương này. Trang Phương chưa share video livestream nên là chưa có quà. Ok. Là sang câu tiếp nhá. Câu số 2. Tương tự câu số 2, chú Binh cũng sẽ tặng quà cho 5 cháu nào comment nhanh nhất nhé. Chú Binh cũng sẽ tặng quà cho 5 cháu nào comment nhanh nhất nhá, share video livestream của chú Minh này và comment đáp án. Ok, thì chú Minh sẽ tặng quà cho cháu đó. Ok, nhìn nhá. Thằng này có bao nhiêu nguyên tử carbon và hydro trong phân tử? Nhìn này. Tetrametin butan, đầu tiên là butan đã. Butan 1 2 3 4. Mẹ em phải bón butan, được chưa? Tetrametin, tetra là 4, được chưa? 2,2, 3, 3, vậy là có hai thằng đứng vào vị trí carbon số 2. Carbon này, metin này, phẩy 3 này, phẩy 3 này, đúng không? Đây là 1, 2, 3, 4 mà. 2 này, phẩy 2 này, phẩy 3 này, phẩy 3 này. Ok chưa? Thế vậy ở đây mình có nhá. Có bao nhiêu nguyên tử carbon và hydro trong phân tử? Thế bây giờ carbon mình có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 carbon. 8 carbon lại bỏ 6. Được chưa? Dần mình điền hydro này, H3. H3, 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 H3. Vậy đếm hydro thôi. Mình có này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 nhân 6 bằng 18. Vậy là 18 nguyên tử hydro. Đáp án đúng chúng ta phải là đáp án D. Đáp án đúng chúng ta phải là đáp án D. Nào chúng mình lại đi kiểm tra xem những cháu nào đã comment vào. Nào, những cháu nào comment đáp án câu số 2. Ui, nhiều cháu comment đáp án câu số 2 thế. Ui, chúng mình cứ phải thoát ra thoát lại vào ấy, thì mới nhìn được comment của các cháu. Sao Facebook dạo này nó lạ thế nhỉ? Nào, Vũ Đức Lưu đã share video live stream của chú Minh chưa? Vũ Đức Lưu ơi, không nhìn thấy những cái video mà Vũ Đức Lưu share video live stream. Vũ Đức Lưu chụp ảnh lại video live stream của cháu đã share xong rồi inbox cho chú nha. Chào Lê Quỳnh.
Lê Quỳnh đã share video livestream của chú Minh chưa? À Lê Quỳnh share rồi. Lê Quỳnh share rồi, gửi quà luôn cho Lê Quỳnh này. Đấy, gửi quà luôn cho Lê Quỳnh. Các cháu nhớ nhé, bước 1 share lại video livestream của chú Minh. Bước 2 là comment đáp án thì nhớ là phải share lại thì chú Minh mới được ưu tiên nhìn thấy, chứ không là chú Minh không được nhìn thấy đâu. Đây, share rồi. Bạn Đinh Thị Thu Trà đã share video livestream của chú Minh lại rồi. Gửi quà cho bạn Đinh Thị Thu Trà này. Đấy, các cháu nhớ nhé. Bước 1 share video livestream. Bước 2, hàng khoai này. Hàng khoai này, hàng khoai là bạn này bán khoai à? Đây, bạn này đã share video livestream của thầy Minh rồi. Đây, gửi quà cho hàng khoai này. Đấy, các cháu chú ý đây là chọn bộ tài liệu nhận biết đến từ chú Minh Myelin nhá. Hoàng Thanh Huyền này, Hoàng Thanh Huyền share video livestream của chú Minh chưa? Hoàng Thanh Huyền, à đây bây giờ Hoàng Thanh Huyền mới share này. Gửi quà cho Hoàng Thanh Huyền. Ơ, Huyền ơi, chú Minh không inbox được cho cháu. Cháu inbox cho chú Minh để nhận quà nhá. Chú Minh không inbox được cho Huyền. Hải Đoàn này, Hải Đoàn share video livestream lại về tường chưa? Hải Đoàn ơi, chú Minh không nhìn thấy video của cháu đã share. Nếu cháu share rồi thì chụp ảnh lại rồi inbox cho chú nhá. Hương Thu này, Hương Thu share video livestream rồi này. Hương Thu share video live. À vừa nãy Hương Thu có quà rồi thế. Hương Thu inbox chú Minh để nhận quà bước part 2 nhá. Ok, chào Trịnh Tú này. Trịnh Tú share video livestream của chú Minh lại về tường chưa? À, Trịnh Tú chưa share, Trịnh Tú chưa share thì chưa có quà đâu cháu ạ. Phải share nhá. Võ Hoài Thanh có quà rồi. Ok. Đấy, chúng ta tiếp này, chúng ta chữa tiếp này. Chúng ta sang câu tiếp theo, câu số 3, phản ứng đặc trưng của hydrocarbonol là. Câu số 3, phản ứng đặc trưng của hydrocarbonol là. Phản ứng đặc trưng của hydrocarbonol là gì? Đấy, các cháu phải chú ý nha. Đề bài hỏi chúng ta là phản ứng đặc trưng của hydrocarbonol là gì? Các cháu nhớ phải comment đấy nhá. Xem là phản ứng đặc trưng của hydrocarbonol là gì? Chúng mình lại tặng quà cho 5 cháu nào comment nhanh nhất. Nào, phản ứng đặc trưng của hydrocarbonol là phản ứng tách này, phản ứng thế này, phản ứng cộng này, D cả A, B và C này. Thế ở đây thì phản ứng đặc trưng của hydrocarbonol là gì? Là chỉ có là phản ứng thế nhá. Phản ứng thế, hydrocarbonol mà chính là alkan. Chính là alkan. Phạm Đức sai rồi nhá. Đấy, không lâu lâu không học là nát bét. Phạm Đức là học sinh học khá là khủng của chúng mình của lớp off nhá, offline của chúng mình thì nhưng mà Phạm Đức comment sai luôn. Đáp án đúng chúng ta phải là đáp án B, phản ứng thế. Hydrocarbonol hay nói khác là alkan. Ở đây chúng ta có cycloalkan chúng ta bị giảm tải rồi. Thế nên chúng ta chỉ học về alkan thôi thì nó phải là phản ứng thế, nhớ chưa? Phản ứng thế 3B, chính xác. À, chúng mình tặng quà cho các cháu comment đúng nè. Võ Hoài Thanh nhận được quà rồi nha. Tiến Lộc Lê Xuân này, Tiến Lộc Lê Xuân share video livestream lại về tường chưa? Tiến Lộc Lê Xuân share rồi, gửi quà cho Tiến Lộc Lê Xuân luôn. Gửi quà ngay lập tức cho Tiến Lộc Lê Xuân. Ok, tiếp tục này. Các cháu chú ý nhá, share nhanh video livestream của chúng mình lại về tường xong rồi tag các bạn các cháu vào trong video livestream này. Hello, chào Trang Phương. Trang Phương share video livestream của chúng mình lại về tường rồi, gửi quà cho Lê Phương. Ok, đấy có rất nhiều bạn muốn hỏi cái lịch livestream của chúng mình thì chúng mình vừa mới đổi cái ảnh ở trên nhóm luôn, các cháu sẽ nhìn được thấy ngay lịch livestream. Các cháu sẽ biết là hôm nào các cháu được vào học. Lịch livestream của các cháu là vào tối thứ ba và tối thứ năm. Ngô Quốc Hưng chưa share video livestream. Chưa share thì chưa có quà em ạ. Tiến Lộc Lê Xuân có quà rồi. Nguyễn Thị Quỳnh Xuân share video livestream của chúng mình lại về tường chưa? À đây rồi, bạn Quỳnh Xuân bạn ấy share rồi. Gửi quà cho bạn Quỳnh Xuân. U trời ơi, mạng lag quá đi. Các cháu ơi, các cháu theo dõi video livestream của chúng mình có thấy mạng lag không? Nếu mà thấy mạng lag thì phải chấm một cái để mạng nó mới nét hơn. Hello, chào Lê Văn Hoàng. Lê Văn Hoàng share video livestream của chúng mình lại về tường chưa nhỉ? Lê Văn Hoàng mà share rồi thì có quà. Đây rồi, bạn Hoàng share rồi. Gửi quà cho bạn Hoàng luôn. Đấy, chúng ta mỗi một câu chúng mình chỉ gửi tặng quà cho 5 cháu thôi nhá. 5 cháu nào nhiệt tình nhất comment đáp án và 5 cháu nào hay share video livestream nhất của chúng mình. Hello, chào Trọng Huy. Trọng Huy share video livestream của chúng mình lại về tường chưa? Trọng Huy share rồi. Ok, các cháu nhớ này. Bước 1 share video livestream của chúng mình lại về tường. Bước 2 là comment đáp án nhá. Bước 2 là comment đáp án. Ok, chúng ta sang câu tiếp này. Câu số 4, cái câu số 3 vừa rồi để có rất nhiều bạn bị toang. Rồi mình sang câu số 4 xem có nhiều bạn bị toang như vậy nữa không. Isohexan tác dụng với clo có thể tạo thành tối đa bao nhiêu dẫn suất mono clo. Vậy ở đây chúng ta phải nắm được là thằng isohexan của chúng ta là có bao nhiêu nhá. Isohexan này của chúng ta là nó dạng công thức như thế nào. Hexan có 5 carbon, isohexan chính là anh này. Được chưa? Đây là isohexan. Tác dụng với lại clo có ánh sáng kích thích. Ánh sáng kích thích tạo thành tối đa bao nhiêu dẫn suất monoclor? Đề bài hỏi chúng ta là dẫn suất monoclor tương đương với việc là một thằng clor bị thay thế bởi một thằng hydro bị thay thế bởi một thằng clor. Vậy vị trí carbon này clor có thể đính vào là vị trí số 1. Ở đây có thể bị đính vào vị trí số 2, có thể thế clor vào đây. Có thể thế clor vào đây là 3, có thể thế clor vào đây là 4 và có thể thế clor đây là 5.
hai thằng này có trục đối xứng, hai này giống nhau nên thế clo vào đây cũng là đồng phân với thằng số 1. Được chưa? Vậy ở đây với hexan khi tác dụng với clo, các cháu chú ý nhá. Thì đây là phản ứng thế này thì có thể tạo thành được 1 2 3 4 5 5 dẫn xuất monoclo. Mỗi một cái chữ số này tương đương với việc là một thằng clo cắm vào, đúng chưa? Chỉ được cắm một clo thôi. Các cháu nhớ nhá. Câu số 4, câu số 4 nào, cháu nào comment đáp án câu số 4 rồi thì chúng mình sẽ lại tặng quà cho các cháu. Nào. Câu số 4 tặng quà cho những cháu Bích Ngọc này. Bích Ngọc, hello, chào Bích Ngọc. Ở Bích Ngọc ơi, chúng mình không loát được vào trang cá nhân của cháu. Tí nữa cháu chụp ảnh xong gửi chúng mình nhá. Chào Minh Xuân. Minh Xuân share video live stream của chúng mình rồi. Chúng mình gửi quà cho Minh Xuân luôn. Chúng mình gửi quà cho Minh Xuân luôn. Ok. Tiếp tục nha, các cháu nhớ này, share video live stream của chúng mình lại về tường. Tag tất cả các bạn của các cháu vào trong video live stream này và comment. Chào Phạm Văn Lên. Chưa nhìn thấy lên xe video live stream chúng mình, nếu lên xe rồi thì nhớ inbox cho chúng mình để nhận được quà nhá. Uầy, các bạn Vũ Đức Lưu cũng vậy này. Lưu ơi, chúng mình không nhìn thấy cháu có xe hay không. Vũ Đức Lưu inbox chúng mình nhận quà. Hello chào Nhàn Trần. Ủa? Hello chào Nhàn Trần. Ô, ấn vào Nhàn Trần lại chuyển ra cái gì này? Nhàn Trần ơi, chúng mình không ấn được vào cháu. À đây 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 đây. Ui giời ơi. Hello chào Nhàn Trần. Nhàn Trần xe lại video livestream chúng mình chưa? Nhàn Trần chưa xe thì chưa có quà đâu Nhàn Trần ạ. Hello chào Nguyễn Thị Ngọc Tố xe video livestream. À bạn Nguyễn Thị Ngọc Tố xe rồi. Ngay lập tức gửi quà tặng cho bạn Nguyễn Thị Ngọc Tố luôn này. Gửi quà cho bạn Nguyễn Thị Ngọc Tố. Tất cả các cháu chú ý là nhớ đặt xem trước chúng mình nhá để cập nhật thông tin một cách nhanh nhất. Ok. Chào Võ Hoài Thanh có quà rồi. Phan Thị Phương Thảo, chào Phan Thị Phương Thảo. À xem video livestream của chúng mình lại về tường rồi. Gửi tặng quà luôn Phan Thị Phương Thảo. À bạn Thảo vừa có quà rồi, gửi quà part 2 luôn. Đấy, với những cái bạn nhiệt tình thì chúng mình không ngại nhiệt tình để tặng quà cho các bạn đấy. Chúng ta sang câu tiếp nha. Câu số 5. Các cháu nhớ tương tự chúng mình sẽ lại tặng quà tiếp cho 5 cháu comment nhanh nhất đáp án đầu tiên của câu số 5. Câu số 5. Cho An Can tên gọi của An Can này là. Thế ở đây các cháu phải chú ý nhá, cái bước gọi tên của nó như thế nào. Thế các bước gọi tên thì đầu tiên mình phải chọn mạch chính dài nhất. Đứa nào nó cũng thích cái gì dài nhất, đúng không? Ngay kể cả các nhà khoa học cũng thích đồ dài nhất. Vậy đây cái này là dài nhất. Được chưa? Thế thì sau khi mà vẽ một cái thằng này dài nhất rồi thì mình vẽ lại C, 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 C. Đây có một nhóm CS3 đính đây. Được chưa? Một nhóm CS3 đây, thằng này cũng đính ở tại đây luôn, đúng không? Các cháu nhìn rõ không? Các cháu nhìn rõ không? Đây nhá, một CS3 đính đây này, C, C này. Thì một C, à sorry, thằng CS3 đính vào đây cơ. Được chưa? Thế thì bây giờ mình phải đánh số ở vị trí carbon gần nhánh nhất. Mình phải đánh số ở vị trí carbon gần nhánh nhất. Vậy đánh số từ trái sang hay phải sang hả cháu? Dĩ nhiên mình phải đánh số từ phải sang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rất nhiều anh hùng là nhìn vào cái này gọi luôn này. Gọi luôn là toang luôn. Rất nhiều anh hùng nhìn vào đây không vẽ lại mạch là gọi luôn là toang luôn. Các cháu nhớ nhé. Với một cái câu hỏi mà đề bài hỏi chúng ta là tên gọi của ancan hay là tên gọi của một chất hữu cơ mà cho cái công thức dài như thế này thì chúng ta phải vẽ lại nhá, chúng ta phải vẽ lại để chúng ta xác định mạch chính. Vậy ở đây chúng ta xác định được mạch chính lại của chúng ta đây. Vậy mình có này, anh này là 2,4 dimetin, đúng không? 2,4 dimetin. Sai, 2,4 dimetin. Mẹ em phải bón phân hóa, đúng không? Hexan. Đáp án đúng đáp án D. Mẹ em đấy, các cháu nhìn rõ chưa? Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Các cháu chú ý rằng là nhớ share lại video live stream của chúng mình lại về tường, đúng chưa? Sau đó rồi tag tất cả các bạn của các cháu vào trong video live stream của chúng mình. Ở đây có bạn Nguyễn Thị Quỳnh Xuân vừa nhận được quà rồi. Giờ chúng mình sẽ tặng quà tiếp cho những bạn Đinh Thị Thu Trà có quà rồi, Nguyễn Thị Linh có quà rồi, Nguyễn Quang Huy có quà chưa nhỉ? Các cháu nhớ là xem. Nguyễn Quang Huy ơi, chú không nhìn thấy cháu đã xem video live stream lại chưa? Nếu Huy xem lại rồi thì inbox cho chúng mình để nhận được quà. Chào Trà Anh, Trà Anh nghe tên rất giống Trà Long. Trà Anh đã xem video live stream của chúng mình lại về tường rồi. Chúng mình sẽ gửi quà tặng cho Trà Anh. Trà Anh nhớ là các cháu nhớ đặt follow xem trước nick Facebook của chúng mình nhé, để cập nhật được nhiều thông tin. Hàng khoai có quà rồi. Hello chào Ngân Phùng. Ngân Phùng đã xem video live stream của chúng mình lại về tường chưa? Ngân Phùng chưa xem, Ngân Phùng chưa xem nên chưa có quà. Các cháu nhớ là phải xem video live stream của chúng mình lại về tường nhé. Ok, chúng ta sang tiếp này. Câu tiếp theo, câu số 6. Câu số 6. Phản ứng đặc trưng của ancan là. Ủa? Phản ứng đặc trưng của ancan là vừa mới hỏi ở bên trên luôn. Đứa nào mà gà câu này thì chết nhục, đúng không? Câu này là gì nhỉ? Thế với halogen. Đáp án đúng đáp án B, hay còn được gọi là mono halogen hóa. Mono halogen hóa.
Cái từ mono này là thể hiện tỷ lệ 1:1, bởi vì thi đại học cũng hay hỏi chỉ hỏi tỷ lệ 1:1 thôi, rất ít khi hỏi tỷ lệ 1:2 các cháu nhá. Nào, chúng ta sang câu tiếp này, câu số 7. Câu số 7 này thề với các cháu rất hay thi trung học phổ thông quốc gia. Câu số 7 này thề với các cháu là rất hay thi trung học phổ thông quốc gia. Các cháu nhớ comment thật nhanh đáp án câu số 7. Năm cháu đầu tiên comment được đúng đáp án câu số 7 thì chúng mình sẽ tặng quà nhá. Năm cháu đầu tiên comment đáp án đúng câu số 7, chúng mình sẽ tặng quà cho các cháu ngay lập tức luôn. Đây rồi, ui rất nhiều đứa comment đáp án câu số 7. Chẳng cần biết đúng hay sai, chỉ cần biết comment là tặng quà. Trang Phương có quà rồi. Đinh Trang thử xem nhé, kiểm tra lại xem Trang Phương có quà thật chưa. Không, lại có những đứa lại chưa có quà. Đây rồi, Trang Phương có quà rồi. Trang Phương inbox chú Minh để nhận quà part 2 nhá. Đinh Trang chắc chắn có quà rồi. Nguyễn Thanh An này hình như là chưa có quà này. Bạn Nguyễn Thanh An này chưa có quà này. Nguyễn Thanh An. Nguyễn Thanh An là học sinh lớp offline của chú Minh. Đấy, thầy ơi add Facebook em với. Ok, đây gửi tặng quà Nguyễn Thanh An. Ok. Đấy, các cháu nhớ nhanh tay share video livestream lại về tường nhá, xong rồi tag các bạn của các cháu vào trong video livestream nhá. Ok. Nhớ share vào. Ui, bao nhiêu đứa coi video livestream thế này mà coi chùa thế này mà không share thì hơi là buồn. Mà ở đây thì các cháu chú ý rằng là để mà chúng mình, cái nỗ lực duy nhất để cho chúng mình livestream free. Tuyết My ơi, Tuyết My share rồi nhưng chúng mình không gửi được quà cho Tuyết My. Tuyết My inbox cho chúng mình nhá. Cái động lực duy nhất để cho chúng mình livestream free cho các cháu đó là các cháu share thật nhiều video livestream của chúng mình lại về tường, lại về nhóm cho tất cả các bạn, các cháu cùng biết đến chúng mình. Lê Văn Hoàn này, chúng mình gửi quà rồi Hoàn nhá. Chào Lê Văn Lên, Lê Văn Lên đã xe video livestream lại về tường chưa? Lê Văn Lên đấy, chưa nhìn thấy lên xe. Nếu mà lên xe rồi thì lên inbox cho chúng mình để nhận quà nhá. Chào Tiến Lộc, Lê Xuân có quà rồi. Võ Hoài Thanh có quà rồi. Phan Thị Lộc đã xe video livestream chúng mình lại về tường chưa? Đấy, Phan Thị Lộc chưa xe thì làm gì có quà em. Phải xe video livestream chúng mình lại về tường thì mới có quà. Vậy mình có này, câu số 7 AL4C3 cộng với nước thì tạo thành x cộng với ALH 3 lần. Vậy x này của chúng ta là CH4. Đáp án đúng đáp án A. Được chưa? Anh này là nhôm các bua cộng nước. Chúng ta sang tiếp. Câu tiếp theo là câu số 8. Công thức phân tử của ancan chứa 12 nguyên tử hydro trong phân tử là. Chúng ta phải nhớ được cái công thức tổng quát của ancan là gì. Thì mình có công thức tổng quát của ancan là CnH2n+2. Đúng chưa? Thế mà đề bài nói là ancan chứa 12 nguyên tử hydro, có nghĩa là 2n+2 này bằng 12. Vậy suy ra ta tìm được N này của chúng ta bằng 5. Đúng chưa? Vậy suy ra cái thằng mà ancan có chứa 12 nguyên tử hydro trong phân tử này chỉ có thể là C5H12 mà thôi. C5H12 mà thôi. Chúng ta sang tiếp nhá. Chúng ta sang tiếp câu tiếp theo là câu số 9. Đấy, mức độ trung bình nữa này. Chúng ta sang câu số 9. Mức độ trung bình không còn dễ nữa rồi. Đấy, 5 cháu comment đáp án đầu tiên câu số 9. Chú Minh sẽ tặng quà cho 5 cháu comment đáp án đầu tiên câu số 9. Nha. 5 cháu nào comment đáp án đầu tiên câu số 9 sẽ nhận được quà của chú Minh. Câu số 9 nha. Bây giờ mình chuyển sang câu số 9 rồi. Nhớ nhanh tay share video livestream lại về tường và tag tất cả các bạn của các cháu vào trong video livestream của chú Minh Myelin. Ok. Hello, xin chào các cháu. Các cháu đang tham gia buổi livestream đến từ chú Minh Myelin. Đúng chưa? Buổi livestream này được livestream trực tiếp từ nhà của chú Minh, từ hang ổ của chú Minh hay được gọi là tổ rơi. Đấy, các cháu chú ý rằng là cái nghĩa vụ, nội quy của lớp học là phải comment đáp án và share video livestream. Nếu các cháu combo thêm share video livestream lại về tường thì các cháu sẽ nhận được món quà cực hot hit từ chú Minh. Ok, mình sang câu số 9. Đinh Trang đã comment đáp án. Đinh Trang share video livestream lại về tường chưa? Đinh Trang share video livestream của chú Minh lại về tường rồi. Chú Minh sẽ gửi quà cho Đinh Trang. Chào Đinh Trang nhá. Đấy, gửi quà cho Đinh Trang này. Ok, tiếp tục nhá. Xem nào. Hello, chào Phan Thị Phương Thảo. Phan Thị Phương Thảo đã share video livestream lại về tường chưa? Phan Thị Phương Thảo share video livestream của chúng mình lại về tường rồi. Bạn Thảo sẽ nhận được quà của chúng mình. Ui, bạn Thảo nhận được quà part 3 luôn. Bạn Thảo này xứng đáng được tương dương, được tuyên dương, được tưởng thưởng. Bạn Thảo inbox cho chúng mình để chúng mình tặng nhiều quà hơn cho Thảo nhá. Trần Thú Tú đã share video livestream, Trần Tú chưa share thì chưa có quà cháu ạ. Tiến Lộc Lê Xuân có rồi. Mi Trần đã share video livestream lại về tường chưa? Mi Trần xe rồi nè, gửi quà cho Mi Trần này, gửi quà cho Mi Trần, chọn bộ tài liệu nhận biết hóa học này. Hello, chào Mi Trần, chào Hương Thu đã xem video livestream của chúng mình lại về tường chưa? Hương Thu bạn này nhận quà rồi, nhìn mặt bạn này quen lắm, đúng chưa? Hello, chào Phan Lan Lên có quà rồi, Nguyễn Thị Ngọc Tố có quà rồi. Ok, chúng ta chữa tiếp nha. Phần trăm khối lượng carbon trong phân tử ancan. Phần trăm khối lượng carbon trong phân tử ancan. Vậy mình phải nhớ rằng là ancan của chúng ta là gì đã? Là CnH2n+2, đúng không?
phần trăm carbon, vậy mình có này, phần trăm khối lượng của carbon thì sẽ chính bằng là 12N chia cho phân tử khối là 12N cộng với lại 2N cộng với lại 2 thì bằng 83,33 hay là 0,8333. Được chưa? Vậy hoàn toàn tới đây chúng mình sẽ tìm được nhá, 12N 12 chia 0,8333 0,8333 bằng 14,4. 14,4N thì bằng bên này cộng bên này là 14N cộng với 2, suy ra mình có 0,4N thì bằng 2, suy ra N thì bằng 5. N thì bằng 5, vậy suy ra công thức của nó là C5. Mình thế vào trong này là C5H12 các cháu nhé. C5H12 thì đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Ok. Đinh Thị Thu Trà, cháu bấm vào quà, cháu phải đợi một lúc thì quà nó mới về được với cháu nhá. Chứ đấm bấm vào quà chưa nhận được ngay đâu. Để chúng mình kiểm tra xem là độ mà các cháu thân thiết với chúng mình như thế nào. Ok, mình sang câu tiếp theo, câu số 10. Câu tiếp theo, câu số 10. Cho isopentan tác dụng với clo. Cho isopentan tác dụng với clo theo tỷ lệ mol 1:1. Thế ở đây lại tương tự như câu lúc nãy đúng không? Mình chỉ cần nhớ được isopentan là gì. Đây là isopentan này, tác dụng với clo. Đây mình có này. Vậy clo thế vào đây là 1 đồng phân, đúng chưa? Thế vào đây là 2 đồng phân, thế vào đây là 3 đồng phân, thế ở đây là 4 đồng phân. Nếu thế vào đây thì giống y xì thằng số 1. Vậy tổng cộng mình thu được khi cho thằng isopentan mà tác dụng với thằng clo theo tỷ lệ mol 1:1 thì mình thu được 1 2 3 4 4 sản phẩm. Các cháu có hiểu không nhỉ? 4 sản phẩm này chú đánh số tương đương với việc là ví dụ clo đính vào đây thì đây là đồng phân thứ nhất, được chưa? Sau đó vứt đi hết thì đây clo đính vào đây thì là đồng phân số 2 nhá. Ok, các cháu chú ý nhá. Nhớ là phải xe ở chế độ mà công khai để cho mọi người cùng nhìn thấy, nhất là cho chúng mình nhìn thấy, chứ không thì làm sao chúng mình nhìn thấy được, đúng không? Câu số 11 này trông nghe vẻ khó nhỉ. Câu số 11 này trông nghe vẻ khó, đánh dấu để lại tí mình làm. Ok, câu số 12. Câu số 12 trông cũng nghe vẻ khó, đánh dấu tí nữa mình làm. Mình sang câu số 13 xem nào. Câu số 13 xem nào. Các cháu comment đáp án câu số 13 nhá. Cháu nào comment chúng mình sẽ lại tặng quà cho 5 cháu comment đáp án câu số 13 nhanh nhất và xe nỗ lực nhất video live stream của chúng mình vào trong tất cả các nhóm 2K3. Các cháu nhớ là hoặc là xe vào trong tất cả các nhóm 2K3 hoặc là tổ chức xem chung ngay tại trên trang cá nhân của các cháu thì các cháu sẽ nhận được quà của chúng mình Mialin. Nhớ là xe mãnh liệt để chúng mình có thể tiếp tục các buổi live free dành cho tất cả các cháu nhá. Nhân tiện đây chúng mình có giới thiệu quảng cáo một tí, chứ không quảng cáo thì lấy cái gì để mà học, đúng không? Không quảng cáo thì lấy cái gì để mà dạy các cháu. Thì các cháu chú ý rằng là hiện tại là chúng mình bắt đầu là khai giảng cái khóa học online dành cho 2K3 nhá. Khóa học online hữu cơ dành cho 2K3, toàn bộ hữu cơ chúng mình dạy lại cực kỳ trâu và chất, bài ăn can ăn ken dạy cực kỳ kỹ luôn, kết quả chia dạng bài tập và lý thuyết căn bản nữa. Thì hiện tại bây giờ chúng mình do Covid nên là sale từ 500k dành cho các cháu xe video live stream ngày hôm nay xuống chỉ còn 250k thôi, khóa hữu cơ. Ok, các cháu nhớ cháu nào muốn học thì đăng ký với chúng mình nhá, ngay lập tức nhá, inbox cho chúng mình hoặc inbox theo link. Ok, học trên web xịn sò luôn. Nào, bây giờ chúng mình chữa câu số 12. Câu số 13, đốt một hỗn hợp nhiều hydrocarbon trong cùng một dãy đồng đẳng, nếu ta thu được số mol nước lớn hơn số mol CO2 thì công thức phân tử chung của dãy cùng một dãy đồng đẳng nhé. Mình thấy này, chỉ có một thằng duy nhất cho số mol nước lớn hơn số mol CO2 thôi. Chỉ có một thằng duy nhất nhé. Chỉ một thằng duy nhất số mol nước lớn hơn số mol CO2, đó là thằng Ancan, được chưa? Bởi vì chỉ có là một thằng Ancan là thằng duy nhất, nên công thức tổng quát của Ancan đó là CnH2n cộng 2n lớn hơn bằng 1. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bò các cháu nhé. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bò. Chúng ta sang câu tiếp, câu số 14. Bây giờ chúng mình đi tặng quà cho các cháu comment đáp án câu số 13 nè. Không hiểu sao hôm nay Facebook nó bị làm sao nhỉ? Nó ẩn hết. Đây, chúng mình nhìn thấy Vũ Anh. Cái này bây giờ là thuộc dạng là số phận rồi. Vũ Anh share video live stream chưa? Vũ Anh chưa share, chưa có quà. Các cháu nhớ là phải share video live stream của chúng mình. Phan Thị Phương Nhung share video live stream của chúng mình chưa? Bạn nào mà share rồi thì có quà luôn. Đây, bạn Phan Thị Phương Nhung đã share video live stream của chúng mình. Có quà luôn cho Phan Phương Nhung luôn. Phan Thị Phương Nhung quê Quảng Nam. Ui, da trắng thế. Ok, nào tiếp tục này. Các cháu nhanh tay share video live stream chúng mình lại về tường nha. Xong comment đáp án. Ngân Phùng có quà rồi. Quỳnh Trang share video live stream của chúng mình chưa? Quỳnh Trang chưa share, chưa có quà Quỳnh Trang ạ. Các cháu nhớ nha, bước 1 share video live stream của chúng mình lại về tường. Bước 2 comment đáp án. Hàng Khoai có quà rồi. Quỳnh Như Yuzuki share video live stream của chúng mình chưa?
Quỳnh Yuzuki xem video livestream của chú Minh rồi, tặng quà luôn cho Quỳnh Yuzuki. Các cháu nhớ là đặt xem trước Facebook của chú Minh nhá. Chú Minh dạy cho cả 2K2 và dạy cho cả 2K3. Các cháu chú ý là theo dõi video livestream của chú Minh cũng như là tag tất cả các bạn của các cháu vào trong video livestream này. Hello, chào Nguyễn Ngọc Tuyền. Ui bạn này chân dài thế. Chắc là ảnh ảo chứ nhỉ? Đúng không? Chứ 2K3 thì làm gì đã chân dài được như thế này. Đúng không? Hello, chào tất cả các cháu. Các cháu đang theo dõi video livestream của chú Minh. Hello. Đấy. Thank you tất cả các cháu đã đang và share. Cảm ơn tất cả các cháu đã share video livestream của chú Minh lại về tường. Hello, chào Hoài Thương. Hoài Thương comment đây rồi. Bạn Hoài Thương đã share video livestream lại về tường chưa? Bạn Hoài Thương chưa share, chưa có quà. Hello, chào Nguyễn Quân. Nguyễn Quân share video livestream lại về tường chưa? Nguyễn Quân share video livestream của chú Minh lại về tường rồi. Ngay lập tức gửi quà cho Nguyễn Quân luôn. Các cháu chú ý bước 1 share video livestream lại về tường. Bước 2 là tag các bạn vào trong video livestream. Bước 3 là comment đáp án. Đinh Trang có quà rồi. Hello, chào Hoàng Thị Kim Anh. Hoàng Thị Kim Anh share video livestream của chú Minh lại về tường chưa? Hoàng Thị Kim Anh share rồi. Hoàng Thị Kim Anh nhận được một món quà của chú Minh Mielin nhá. Hello, chào tất cả các cháu. Ok. Ui, đọc thế. Nói từ nãy đến giờ. Thôi, chúng mình tiếp tục chữa bài tiếp nhá. Tặng quà tí nữa chúng ta lại tặng quà. Câu 14. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol một hỗn hợp 2 ancan. Vậy mình có này, ancan của mình là CnH2n cộng 2 này, đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol này, hỗn hợp 2 ancan cộng với oxy thu được CO2 cộng với lại nước. Chúng ta tìm được số mol của nước bằng 9,45 mà chia cho 18 thì mình tìm được số mol bằng 0,525 mol. Được chưa? Cho sản phẩm này cháy qua bình đựng xe hoạt lần dư. Đây, cho toàn bộ sản phẩm này đi qua bình đựng xe hoạt lần dư CaOH 2 lần dư thì thu được lượng kết tủa là bao nhiêu? Kết tủa là kết tủa CaCO3. Đây, bài hỏi chúng ta là thu được lượng kết tủa là bao nhiêu các cháu ạ? Vậy thì là chúng ta sẽ thu được lượng kết tủa bằng bao nhiêu các cháu? Đợi chú Minh một tí, chú Minh chỉnh cho video nét căng lên một chút nữa. Chứ hiện tại video nó hang hơi mờ mờ nên là các cháu hơi khó nhìn, đúng không? Đấy, chú Minh chỉnh một tí cho nó nét căng lên. Cho nó nét căng hơn cả Sony cho các cháu coi cho nó dễ. Đấy, bây giờ nét căng hơn cả Sony rồi. Và ở đây mình có này, chúng ta nhớ một điều nhá. Riêng ancan thì mình mới có một cái điều này, đó là riêng ancan thì mình mới có là N nước trừ đi NCO2 thì bằng N ancan, và cái này chỉ xảy ra với ancan thôi ạ. Cái này chỉ xảy ra với ancan thôi. Còn buổi sau chú Minh sẽ nói cho các cháu là ancan này như thế nào. Do N nước trừ NCO2 bằng N ancan nên ở đây mình suy ra được NCO2 thì bằng N nước trừ N ancan. Ok chưa? NCO2 bằng N nước trừ N ancan. Vậy đến đây mình tìm được NCO2 bằng 0,525 trừ 0,15. 0,525 0,525 trừ 0,15 thì bằng 0,375 mol. 0,375 mol. 375 mol. 0,375 mol do dung dịch xe hoạt lần dư nên toàn CO2 chui hết vào CaCO3. 0,375 và anh này là 0,375. Được chưa? Vậy đến đây chúng ta tìm được khối lượng kết tủa bằng 0,375 nhân 100. 0,375 nhân 100 thì bằng 37,5. 37,5 gam. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A các cháu nhá. Đấy, bây giờ chúng ta sang câu tiếp, câu số 15. Câu số 15 này chú Minh lại tặng quà cho 5 cháu comment đáp án đầu tiên. Câu số 15 này chú Minh lại tặng quà cho 5 cháu comment đáp án đầu tiên ở câu số 15. Nhớ nhá, 5 cháu comment đáp án đầu tiên ở câu số 15, chú Minh sẽ tặng quà ngay lập tức. Ở đây bây giờ chú Minh nhớ bước 1 xem video livestream, bước 2 comment đáp án. Chúng ta có câu số 15 này, chúng ta tìm được số mol CO2 bằng 17,6 chia 44 bằng 0,4 mol. Số mol của nước thì bằng 0,6 mol. Vậy hoàn toàn ở đây mình thấy N nước lớn hơn NCO2. Vậy chắc chắn thằng hydrocarbon A này là ancan. Và hydrocarbon A là ancan, vậy công thức tổng quát của nó là CnH2n cộng 2. Được chưa? Thế mình luôn luôn có một điều là N của ancan thì chính bằng N của nước trừ đi N của CO2. N của nước là 0,6, NCO2 là 0,4. Vậy nó chính bằng 0,6 trừ đi 0,4 thì bằng 0,2. Ok chưa? Vậy số mol của hydrocarbon này là 0,2. Hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được số nguyên tử carbon thì chính bằng số mol CO2 là 0,4 chia cho số mol cháy là 0,2. 0,4 mà chia cho 0,2 thì hoàn toàn chúng ta tìm được bằng 2. Vậy thế vào thì mình được nó là C2H6 đây. 2 thế vào đây, thế là C2H6. Ok, các cháu hiểu bài chưa?
Các cháu hiểu bài chưa? Cháu nào hiểu bài rồi thì comment chấm cái để chúng mình vui này. Chúng mình vui để chúng mình biết thì chúng mình còn livestream nhiều cho các cháu. Ok, bây giờ chúng mình đi tặng quà cho những cháu, 5 cháu comment đầu tiên đáp án câu 15. Vũ Anh comment, Vũ Anh có quà rồi. Phạm Đăng Lên có quà rồi. Quỳnh Trang có quà rồi, Quỳnh Cun có quà rồi, Ngân Phùng có quà rồi. Nguyễn Quang Huy, cháu này lạ này. Ờ, Nguyễn Quang Huy bị ẩn rồi. Nguyễn Quang Huy ơi, nếu mà Nguyễn Huy nghe thấy câu này của chúng mình thì inbox cho chúng mình để nhận quà nhá. Chào Nguyễn Quang Huy. Hello, chào Quỳnh Như Yuki. Quỳnh Như Yuki đã share video livestream của chúng mình lại về tường. Quỳnh Như Yuki có quà rồi, ngay lập tức tặng quà tiếp cho Quỳnh Như Yuki. Các cháu nhớ là share video livestream của chúng mình lại về tường, sau đó rồi là share vào trong tất cả các nhóm mà các cháu làm thành viên nhá. Hello, chào Ngô Quốc Hưng. Ngô Quốc Hưng share video livestream của chúng mình lại về tường chưa? Ngô Quốc Hưng share rồi. Ngay lập tức chúng mình tặng quà cho Ngô Quốc Hưng. Hello, chào Ngô Quốc Hưng. Đấy, chúng mình lại tặng quà cho Ngô Quốc Hưng. Các cháu nhớ nhanh tay share video livestream lại về tường, tag tất cả các bạn vào trong video livestream này. Nguyễn Huy cứ bị ẩn nhỉ. Ok, tiếp tục nhá, sang câu tiếp theo, câu số 16. Câu số 16. Đốt cháy hai hydrocarbon là đồng đẳng liên tiếp của nhau, ta thu được số mol nước 6,43 chia cho 18. 6,43 chia 18 bằng 6,43 gam nước. Thế sao lẻ nhỉ? Thôi cứ kệ nó. 0,357. Được chưa? Số mol CO2 bằng 9,8 chia 44 bằng 0,222. 0,222. Thế chúng ta nhìn này, 0,357 là số mol nước lớn hơn số mol CO2. Số mol nước lớn hơn số mol CO2. Vậy hoàn toàn mình suy ra được hydrocarbon này là ancan. Được chưa? Và chỉ có ancan mới có điều này. Vậy công thức tổng quát của ancan là CnH2n cộng 2. Ok chưa? Vậy tới đây mình sẽ tìm ra được, đó là hoàn toàn mình có là N của ancan thì bằng N của nước trừ đi N của CO2. Vậy ở đây mình có N nước của mình là bằng 0,375. 0,357 trừ đi N CO2 là 0,222. Được chưa? 0,357 trừ 0,22. 0,357 trừ 0,222 bằng 0,135. 0,135. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được số nguyên tử carbon trung bình. Số nguyên tử carbon trung bình thì chính bằng số mol của CO2. Cẩn thận nhầm nhé, số mol CO2. Số mol CO2 chia cho số mol của ancan. Số mol CO2 của chúng ta thì bằng 0,222 chia số mol của ancan thì bằng 0,135. 0,222, 0,222 chia cho 0,135 thì bằng 1,64. 1,64. 1,64 thì nó nằm giữa, lớn hơn 1, nhỏ hơn 2. Đúng chưa? Lớn hơn 1, nhỏ hơn 2. Vậy 1 là CH4, 2 là C2H6. Đúng chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. B bò các cháu nha. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B bò. Úi dồi ôi, sang câu 17. Câu 17 là một câu lý thuyết cực kỳ kinh khủng luôn. Câu 17 có thể nói là boss của ngày hôm nay luôn. Câu 17 một câu lý thuyết cực kỳ kinh thổ khủng, cực kỳ dã man. Đấy, cháu nào mà làm được câu này thì được gọi là săn được boss rồi. Các cháu thử comment đáp án câu 17 xem. Làm được câu 17 này khéo là có người yêu luôn, ngay lập tức luôn ấy. Làm câu 17 này là bọn học rốt hóa nó thần tượng lắm. Comment xem bao nhiêu đứa comment đúng câu 17 này. Xem nào, cho các phát biểu sau. Cho các phát biểu sau. Hợp chất của carbon là hợp chất hữu cơ. Sai, đúng không? CO, CO2 nó vẫn là vô cơ mà. Vậy sai. À, tiếp tục này. Liên kết hóa học trong các phân tử hợp chất hữu cơ chủ yếu là liên kết cộng hóa trị. Ui, cái này là bác sách giáo khoa, bác ấy bảo là cái này là đúng nhá. Bác sách giáo khoa và bác ấy đã bảo cái gì là đúng thì chắc chắn cái đấy nó đúng. Được chưa? Vậy là B được. Được chưa? À, tùy từng câu chúng mình mới trao quà nhá Quỳnh Như. Hợp chất hữu cơ là hợp chất của carbon. Hoàn toàn chính xác, hợp chất hữu cơ chắc chắn là hợp chất của carbon luôn. Phân tử hợp chất hữu cơ đều có chứa các nguyên tố carbon, đúng. Có thể có hydro, đúng. Và một số nguyên tố khác, đúng. Cái này ở trong sách giáo khoa cũng nói rất kỹ. Ok, khi bị đốt hợp chất hữu cơ thường cháy sinh ra carbonic. Chính xác, bởi vì nó có carbon, carbon mà cháy thì sinh ra carbonic là CO2. Vậy mình được các phát biểu đúng là B, C, D, E. B, C, D, E. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Kinh chưa? Ôi, bây giờ nhá, riêng cái câu số 17 này xin phép các cháu, chứ cháu nào mà comment được đáp án đúng câu số 17 này chúng mình sẽ tặng quà. Ui, nhiều cháu comment đúng đấy. Kenvin Hậu comment đúng này. Kenvin Hậu comment đúng. Nhưng mà chú chưa thấy Kenvin Hậu xem video livestream.
Cái video nếu mà xe rồi thì inbox chúng mình nha. Nguyễn Thị Ngọc Tố xem video live stream chưa? Nguyễn Thị Ngọc Tố, à bạn Ngọc Tố này, bạn ấy xem video live stream rồi, gửi quà cho bạn Ngọc Tố luôn. Các cháu nhớ nha, bước 1 xem video live stream, bước 2 là comment đáp án là có quà ngay lập tức từ chúng mình. Hello, chào Trung Nguyên, Trung Nguyên xem video live stream chưa? Trung Nguyên, à Trung Nguyên xem video live stream rồi, ngay lập tức Trung Nguyên sẽ có quà. Đấy, các cháu chú ý đấy, quà của chúng mình cực kỳ hot hit. Hello, chào cả nhà đang theo dõi buổi live stream của chúng mình. Hello, chào Nguyễn Quang Huy. Nguyễn Quang Huy xem video live stream chưa? Chúng mình không inbox được cho Huy và cũng chẳng xem được video live stream của Huy đã. Xe, nếu Huy xe rồi thì Huy ngay lập tức inbox cho chúng mình để nhận quà nhé. Văn Học cũng vậy. Văn Học ơi, chúng mình không thể xem được video live stream của cháu đã xe. Đinh Thị Thu Trà có quà rồi. Hàng Khoai có quà rồi. Ok, chúng mình chữa tiếp này. Sang câu tiếp theo, câu số 18. Câu tiếp theo, câu số 18 xuống dưới này toàn bài tập thôi, nên cháu nào mà nát bài tập thì vào đây học để chúng mình chú cân lại cho nhá. Câu ở dưới này, câu số 18 này toàn bài tập thôi. Đấy, chúng mình vừa tặng quà rồi mà. À, tại vì không thấy Huy xe nên là chúng mình sẽ không có quà. Chúng mình chỉ tặng quà cho những cháu nào xe thôi. Hydrocarbon X cháy cho thể tích hơi nước gấp 1,2 lần thể tích CO2. Vậy hydrocarbon cháy này. Hydrocarbon cháy ở đây, hydro là CXHI nhá, cộng với lại oxy này thì mình thu được CO2 này cộng với nước này. Được chưa? Thể tích hơi nước gấp 1,2 lần thể tích CO2. Vậy giả sử như thể tích hơi nước, thể tích CO2 là 1 thì thể tích hơi nước là 1,2, tương tự như số mol luôn. Vậy hoàn toàn mình thấy rằng là số mol của nước nó lớn hơn số mol CO2 đúng không? Số mol của nước nó lớn hơn số mol CO2, vậy chỉ có một thằng như này, vậy chắc chắn nó là ancan. Và nó là ancan vậy thì công thức tổng quát của nó sẽ là gì? Suy ra công thức tổng quát của nó sẽ là CnH2n cộng 2 nhá. CnH2n cộng 2, vậy hoàn toàn chúng ta tìm được số mol cháy hay là số mol của ancan bằng 1,2 trừ đi 1. 1,2 là n nước trừ n CO2 đấy. 1,2 trừ đi 1 thì bằng 0,2. Rất là dễ thôi đúng không? Rất là dễ rồi, vậy thì hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được số nguyên tử carbon. Số nguyên tử carbon sẽ bằng số mol CO2, số mol CO2 chia cho số mol ancan, số mol hỗn hợp ancan phản ứng. Và ta có số mol CO2 là 1, số mol hỗn hợp ancan phản ứng là 0,2, vậy nó là bằng 5. Được chưa? Vậy suy ra thế và công thức ở bên trên này, vậy anh này nó sẽ là C5H12. Được chưa? C5H12. Ok, C5H12 thì hoàn toàn tới đây chúng ta có này, C5H12 mà tác dụng với clo tạo một dẫn xuất mono clo duy nhất. C5H12, các đồng phân của C5H12 thì chỉ có một đồng phân duy nhất là anh này. Khi tác dụng với clo, ánh sáng kích thích tỷ lệ 1:1 thì chỉ có duy nhất anh này mới tạo được một đồng phân duy nhất. Đấy là clo đính vào đây thôi. Được chưa? Có nghĩa là đính vào đây hay đính vào đây, đính vào đây, đính vào đây thì như nhau. Vậy đáp án đúng của chúng ta, anh này nó phải là thằng gì? 2,2 dimethyl propan đúng không? 1 2 3 2,2 dimethyl propan nhá. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D các cháu nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Sang câu số 19. Sang câu số 19. Câu số 19 lại là một câu cực kỳ hay. Chúng mình sẽ lại tặng quà cho 5 cháu nào comment đầu tiên đáp án câu số 19. Được chưa? Chúng mình sẽ lại tặng quà cho 5 cháu nào comment đầu tiên đáp án câu số 19. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hydrocarbon đồng đẳng có khối lượng phân tử hơn kém nhau 28 đơn vị carbon. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hydrocarbon đồng đẳng có khối lượng phân tử hơn kém nhau 28 đơn vị carbon. Mình có số mol CO2 là 4,48 chia 2,4 bằng 0,2. Số mol của nước là 5,4 chia 18. 5,4 chia 18 bằng 0,3. 0,3. Vậy tương tự mình lại nhìn thấy số mol nước lớn hơn số mol CO2 đúng không các cháu? Và mình nhìn thấy số mol nước lớn hơn số mol CO2, vậy điều gì lại xảy ra? Chắc chắn hai hydrocarbon này là ancan. CnH2n cộng 2. Bởi vì chỉ có thằng ancan thì mới có n nước lớn hơn n CO2. Và hoàn toàn chúng ta tìm được số mol ancan. Số mol ancan thì chính bằng số mol nước trừ đi số mol CO2 và bằng 0,3 trừ 0,2 thì bằng 0,1. Số mol nước đây trừ số mol CO2 đây. Số mol ancan bằng 0,1. Vậy hoàn toàn tới đây mình tìm được số nguyên tử carbon sẽ bằng số mol CO2 là 0,2 chia cho số mol cháy là 0,1. 0,2 chia 0,1 thì bằng 2. Được chưa? Vậy số nguyên tử carbon của thầy bằng 2. Bằng 2 nhá. Đây bài hỏi là công thức của hai hydrocarbon trên. Vậy carbon trung bình bằng 2 thì một thằng phải nhỏ hơn 2, một thằng phải lớn hơn 2. Một thằng nhỏ hơn 2 thì chỉ có là 1. 1 thì chắc chắn nó chỉ có thể là CH4. Vậy cứ thằng nào có CH4 thì chọn. CH4 thì chọn.
CH4. À, mình nhìn thấy muốn cháu này có CH4. Đúng không? Hơn kém nhau 28 đơn vị carbon thì đúng C38 là hơn thằng CH4 28 đơn vị carbon. Đúng không? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Ok, chúng mình sẽ tặng quà như đã hứa, chúng mình sẽ tặng quà cho 5 cháu comment đáp án đầu tiên câu số 19. Trung Hiếu này, Trung Hiếu share video livestream lại về tường chưa? Trung Hiếu share video livestream. À, bạn Trung Hiếu đã share video livestream lại về tường rồi. Gửi quà cho bạn Trung Hiếu ngay lập tức luôn này. Gửi quà cho bạn Trung Hiếu ngay lập tức luôn. Đấy, gửi quà cho bạn Trung Hiếu ngay lập tức luôn. Các cháu nhớ nhá, chúng mình có một nhóm học free, các cháu nhớ join vào trong nhóm nhá. Nhóm được gắn ở link đấy. Link học live free luôn. Đây, bạn Quỳnh Như share video livestream lại về tường rồi, bạn Quỳnh Như có quà rồi. Các cháu nhớ nhá, nhớ join vào trong nhóm học live free của chúng mình, học cùng với chúng mình. Nguyễn Quân có quà rồi. Văn học chỉ nhìn thấy mờ mờ. Tại sao thì như của bên Quỳnh Như bạn Tuyền có quà rồi. Mấy bạn mà nhìn thấy mờ mờ chắc là do mạng nhà em đấy, chứ mạng nhà chúng mình nét căng luôn. Ok, bạn Xuân Huy share video livestream lại về tường rồi. Xuân Huy đây, gửi quà cho Xuân Huy luôn. Các cháu nhớ này, nhớ là phải để cho chế độ public thì khi chúng mình kiểm tra thì chúng mình mới biết được rằng là cháu đã xe hay chưa nhá. Hello, chào Võ Hoài Thành. Võ Hoài Thành hình như có quà rồi mà. Võ Hoài Thanh có quà chưa? Đây, bạn Võ Hoài Thanh có quà rồi. À đâu, bạn Võ Hoài Thanh chưa có quà. Các cháu nhớ nhá, xe video livestream của chúng mình lại về tường, sau đó là tag tất cả các bạn của các cháu. À đây, bạn Võ Hoài Thanh có quà rồi đây thôi. Hello nhá, nhớ nhá. Nhớ xe video livestream lại về tường tag. Hello, chào bạn Hoàng Thị Kim Anh. Hoàng Thị Kim Anh hình như là chưa có quà. Bạn này chưa có quà. Bạn này xe chưa? À, bạn này xe rồi. Tặng quà luôn cho Hoàng Thị Kim Anh. À, bạn Hoàng Thị Kim Anh có quà rồi. Đấy, các cháu nhớ nhá. Nhớ là xe video livestream lại về tường. Lê Ngọc Hưng này. Lê Ngọc Hưng. Hello, chào Lê Ngọc Hưng. Lê Ngọc Hưng chưa xe. Những cái bạn nào mà chưa xe thì chưa có quà đâu. Nếu mà xe rồi mà chưa nhận được quà thì ngay tức inbox cho chú Minh để nhận quà nhá. Inbox cho chú Minh ngay. Được chưa? Inbox cho chúng mình ngay, chụp ảnh lại video livestream mà cháu đã share xong inbox cho chúng mình là cháu sẽ có quà luôn. Nào, chúng ta sang câu số 20. Sau câu 20 mình còn quay trở lại mấy câu khó khó ở bên trên nữa cơ. Câu số 20, đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí gồm 2 hydrocarbon A và B là đồng đẳng kế tiếp, thu được số bon CO2 bằng 96,8 chia 22,4 bằng 96,8 chia 44 bằng 20,2 mol. Số mol CO2 bằng 2,2, số mol nước bằng 57,6 chia 18 bằng 3,2. Vậy mình thấy số mol nước lớn hơn số mol CO2, vậy chắc chắn hỗn hợp hai khí này là ancan. Vậy mình đặt công thức trung bình của hai khí này, nó là CnH2n cộng 2. Đấy. Vậy hoàn toàn mình tìm được số mol của hỗn hợp hai khí này là 3,2 trừ 2,2 thì bằng 1. Ok. Vậy hoàn toàn tới đây mình tìm được số nguyên tử carbon trung bình bằng số mol CO2 là 2,2 chia cho 1 thì bằng 2,2. 2,2 lớn hơn 2, nhỏ hơn 3. Đề bài nói là đồng đẳng kế tiếp. Vậy một thằng nó sẽ là C2H6, một thằng nó sẽ là C3H8. Được chưa? Vậy mình bây giờ mình chỉ đi chọn đáp án thôi. C2H6 và C3H8. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Bỏ các cháu nhá. Đáp án đúng là đáp án B. Bỏ. Các cháu hiểu chưa nào? Hiểu rồi đi chấm cái để chúng mình biết nào. Hiểu chưa? Hiểu rồi đi chấm cái để chúng mình biết nào. Các thanh niên đã hiểu chưa? Các thanh niên đã hiểu. Hello, chào Đinh, chào. Ấn vào quà là được thôi em. Ấn vào quà là được ngay thôi. Nào, chúng ta còn hai câu nữa là câu số 11 và câu số 12, đều là trích ở đề thi cao đẳng và đề thi tuyển sinh, nên chắc chắn là có trong đề kiểm tra của các em, nên các em chú ý để làm. Câu số 11. Các cháu cứ click vào mà xem là thấy được luôn mà. Câu số 11 cứ click vào đi. Câu số 11. Chúng mình sẽ tặng quà cho tất cả các cháu nào comment đáp án câu số 12 nhá. Chúng mình sẽ tặng quà cho tất cả các cháu nào comment đáp án câu số 12, nhưng bây giờ chúng mình giải câu số 11 đã. Khi cho ancan X trong phân tử có phần trăm khối lượng carbon, đề bài hỏi chúng ta là ancan X này. Ancan X là CnH2n cộng 2 nhá. Trong phân tử có phần trăm khối lượng carbon, mình có phần trăm khối lượng của carbon thì bằng 12N chia cho 12N cộng với 2N cộng với 2 thì bằng 0,8372. Hello, chào Đinh Thị Thu Trà. Cháu ấn vào xong cháu phải đợi một lúc nhá. Cháu ấn vào cháu phải đợi một lúc. Vậy hoàn toàn tới đây mình sẽ có suy ra 12N 12 mà chia cho 0,8372 bằng 14,333. 14,33 thì bằng 14N cộng 2
suy ra đây 14,33 n. Vậy n bằng 14,33 này trừ 14 bằng 2 chia n bằng 5,99. 5,99 thì gần bằng 6 đúng không? 5,99 gần bằng 6. Vậy suy ra thế vào công thức này thì mình được anh này là C6H14. Lưu ý đề bài bảo chỉ thu được hai dẫn suất mono clo là đồng phân của nhau. Vậy không thể là butan được, butan không phải là C6H14. Vứt. 2 metin propan. Propan đây 2 metin propan đây cũng chỉ có 1 2 3 4 C4 vứt, đây là C6 cơ. Vứt. Đấy chưa? Mình có 2 metin pentan thì sao? Pentan này. Đây, 2 metin pentan đây. Đúng chưa? Đúng rồi, em phải ấn vào nó mất trang, chính xác, nó mất trang, nó ra một cái gì đó trắng xóa, không đợi một lúc là sẽ có quả. Được chưa? Đây trục đối xứng này. 1 2 3 4 3 metin pentan. Vậy thì nó có 4, thế mà đây bảo chỉ thu được 2. Vậy là loại nốt thằng này. Vậy chắc chắn đáp án đúng là đáp án B. Chúng mình viết ra cho chúng cháu sau nhìn xem tại sao lại là B nhá. 2,3 dimetin butan. Butan đây. 2,3 dimetin butan đây. Nhìn chưa? Thằng này có trục đối xứng đúng không? Thằng này có trục đối xứng đúng không? Thế vào đây là 1 này. Thế vào đây là 2 này. Thằng này với thằng này trùng nhau vậy là 2 này. Thằng này với thằng này đối xứng với nhau thằng này là 1 này. Thằng này đối xứng nhau lại 1 1. Vậy thế vào chính ngành này thì chỉ thu được 2 sản phẩm. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Bỏ. Đấy nha, chúng mình viết ra cho các cháu nhìn nhá. Các cháu nhìn cho các cháu dễ hiểu nhá. 1 2 3 4 C C hoặc clo thế vào đây. Được chưa? Hoặc là 1 2 3 4 C C hoặc clo thế vào đây. Chỉ có hai cái thằng thế vào đây thôi thì thu được hai sản phẩm. Nhớ chưa? Chúng ta sang câu tiếp nhá. Câu cuối cùng của ngày hôm nay. Như chúng mình đã hứa, tất cả các cháu mà comment đáp án câu số 12 thì đều nhận được quà. À, các cháu chú ý là khi click vào quà thì các cháu sẽ nhận được, sẽ ra một cái trang trắng xóa, đợi một tí thì sẽ có inbox gửi về. Inbox đấy gửi về sẽ mang theo quà của chúng mình. Được chưa? Mình sang câu tiếp theo, câu số 12. Câu số 12 là câu cuối cùng của live stream ngày tối ngày hôm nay. Các cháu chú ý là các live stream của chúng mình là 20:30 vào tối thứ 3 và thứ 5 hàng tuần. Được chưa? Vào tối thứ 3 và thứ 5 hàng tuần. 20:30 tối thứ 3 và tối thứ 5 hàng tuần. Được chưa? Nhớ nha. Và buổi tới thì chúng ta sẽ học gì về Anken nhá. Buổi tới mình sẽ học về Anken. Bao nhiêu cháu không biết gì về Anken nhá. Buổi tới chúng ta học về Anken. Bao nhiêu cháu không biết gì về Anken thì điểm danh chúng mình dạy hết. Ok. Nào, mình có sang câu cuối cùng của ngày hôm nay. Sang câu cuối cùng của ngày hôm nay. Đề bài hỏi chúng ta là đốt cháy một hỗn hợp. Đốt cháy một hỗn hợp gồm nhiều hydrocarbon trong cùng một dãy đồng đẳng. À đâu, sorry, đây câu 12 mà câu 13 chữa rồi. Khi tiến hành phản ứng thế giữa ancan X với khí clo có chiếu sáng thì người ta hỗn thu được hỗn hợp Y chỉ chứa hai sản phẩm. Đấy, bây giờ mình có này, ancan X đã này. Ancan X là CnH2n cộng 2 này với khí clo này có chiếu sáng ánh sáng kích thích. Được chưa? Thì thu được hỗn hợp Y chỉ chứa hai, cứ kệ nó đã. CnH2n thế là cộng 1 Cl, thế là thoát ra 1 HCl, đúng chưa? Tỷ khối hơi của Y so với hydro, có nghĩa thằng này này, phân tử khối của nó, đây mình có D của Y. D của Y so với lại hydro thì bằng 35,75. Thế các cháu biết D ý nghĩa như thế nào không? D chính là phân tử khối của Y chia cho phân tử khối của hydro. Phân tử khối của hydro thì bằng 35,75. Được chưa? Vậy hoàn toàn mình tìm được phân tử khối của Y bằng. Đấy, Quỳnh Như Yuki nhận được quà rồi đúng không? Đấy các cháu thấy chưa? Chúng mình bảo luôn luôn đúng mà. 35,75 này, phân tử khối của hydro là nhân với 2 thì bằng 71,5. 71,5. Uầy, cái con bé này thuốc suốt ngày đòi ăn. Nay giỏi thì ăn chú này. 71,5. Chú cực kỳ dai luôn, 71,5. Phân tử khối của Y bằng 71,5. Vậy hoàn toàn mình có này. Anh này này. Phân tử khối nó là 14n, đúng không? 12n cộng 2n 14n. Cộng 1 cộng với 35,5 thì bằng 71,5. 71,5. Vậy hoàn toàn ở đây mình tìm được n bằng 71,5 trừ 36,5. Trừ 36,5 thì bằng 35. 35 mà chia cho 14 thì bằng 2,5. N bằng 2,5. N bằng 2,5 thì một thằng làm sao nhỉ? Thu được chứa hai sản phẩm. Tên của X là thế lẻ à? Xem nào, tỷ khối Y so hydro clo. Đúng rồi, 35,75. Tỷ khối của Y so với hydro này, Y chỉ chứa hai sản phẩm. 35,75 nhân 2 bằng 71,5. Đúng rồi, trừ đi 36,5. Trừ đi 36,5 bằng
35 chia 14. Ô lẻ rồi. Câu này rất tiếc lại là một câu sai đề. Thế mới nhục. Tên của X là câu này sai đề các cháu ạ. Sai đề. Ok, như chú Minh đã hứa, như chú Minh đã hứa thì